chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại thì mình đang đứng ở trên một cái con tàu cao tốc mang tên là Gawabi 133 được Việt Nam của mình đóng mới và lắp ráp cho Singapore ha. Rất là vinh hạnh khi mà được đứng ở trên đây và quay test thử cho mọi người cùng xem. Đây là phần 2 của video test thử các bạn. Chắc có lẽ là mọi người đã xem được cái video tầm 1 khi mà con tàu gờ cảng ha. Và hiện tại bây giờ thì con tàu đang chuẩn bị đi qua ngoài cửa biển Vũng Tàu, nơi mà chóng nhất để mà test được cái tốc độ tối đa của con tàu khi mà lên đến cái mát cái công suất là như thế nào ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ là đọc qua một số thông tin để cho mọi người cùng nghe và hiểu qua chi tiết của con tàu ha. Chiếc này mang tên là Gawabi 133 các bạn, được Việt Nam đóng mới và lắp ráp từ Singapore. Chiếc này thì được đóng 100% là chất liệu là hợp kim nhôm và vỏ ngoài lên đến là 14 ly. Chiếc này đang mang cái chiều dài là 61m, chiều ngang là 10m15 và chiều cao là 4m15. Chiếc tàu Gawabi 133 nặng 200 tấn các bạn và trang bị là 4 khối động cơ MTU 16V4000 thương hiệu của Đức và truyền qua hộp số là ZF2. Mỗi động cơ sản sinh ra được là 2240kW thì tương đương với là 3000 HP. Tỷ số vòng quay của mỗi máy là 1800 vòng trên phút các bạn. Tổng 4 máy là lên đến là 8960kW thì gần 12000 HP. Thì cái tốc độ sản sinh ra được là 30 hải lý trên giờ thì nó tầm khoảng là 54km/h ha. Cái chiếc tàu Gawabi 133 này được Việt Nam của mình đóng mới và lắp ráp trong vòng là thời gian là 12 tháng và hiện tại thì đang chuẩn bị chạy thử test tốc độ và tất cả các thiết bị hệ thống ở trên tàu để mà hoàn thiện, rồi hoàn thiện những cái phần còn lại để mà bàn giao cho nước bạn Singapore ha. Cái này vừa mang tên là cao tốc nhưng mà nó khiêm luôn cả cứu hộ và cứu hỏa và chở người đi ra phục vụ cho giàn khoan. Nói chung là nó đa năng và đa dạng các bạn. Bởi vì thì cái chất liệu bằng nhôm để cho cái con tàu nó được lướt ở trên mặt nước một cách nhẹ nhàng hơn. Cái trọng lượng con tàu nó nhẹ, khi mà nó đã nhẹ rồi nó sẽ là chạy với tốc độ là nó sẽ nhanh hơn nữa các bạn. Đó, và tất cả các thiết bị an toàn ở trên tàu thì rất là nhiều thứ và chi tiết thì mình đã review chi tiết cái con tàu này rồi. Mọi người nào muốn xem lại thì mình sẽ dán cái đường link ở dưới phần bình luận ha. Còn video này là video sẽ chạy thử và mình sẽ bay play cam cho mọi người xem được cái tốc độ của con tàu khi mà nó đạt cái công suất là maximum. Đây phía ngoài kia là biển nè các bạn. Hiện tại bây giờ là giống như là một cái con cá lớn đang chuẩn bị là vươn mình ra biển ha. Ở trong khu vực này thì cũng còn là hơi cạn, bởi vậy là chưa có test tốc độ trong này được. Bởi vậy để đi ra ngoài xa ngoài khơi kia rồi mới là test được nha các bạn. Bây giờ thì đã ra ngoài tới biển Vũng Tàu rồi nha các bạn. Hiện tại thì bây giờ tàu đang chuẩn bị là test ở cái mục 3 là mục tăng ga công suất tăng dần đó. Là hiện tại bây giờ là tàu đang chạy thì anh sẽ cho nó tăng dần cái mức ga cho đến khi là mát công suất và anh sẽ giữ đó tầm khoảng là nửa tiếng ha. Đây. Rồi ra đây thì nói chung là nó hơi sóng và nó hơi lắc nha các bạn. Những cái chiếc siêu tàu shipper hạng khủng đang đậu ở phía bên kia đây. Tại vì đây thì hơi lắc nên mình zoom cam thì nó hơi rung, mọi người thông cảm cho mình tí xíu nha. Rồi bây giờ thì cho mọi người cùng xem cái dòng nước này. Đó, quá khủng khiếp. Cái này là chưa có đạt tới là cái công suất là mát đâu các bạn. Khi nào mà mát thì mình sẽ là cho mọi người hay ha. Và tí xíu nữa là mình sẽ là bay play cam cho mọi người thấy được toàn diện cái con tàu. Có khi mà nó chạy trên mặt biển mà nước biển xanh đẹp như thế này thì giờ nó rất là đẹp các bạn. Hiện tại thì cái con tàu đang mang ở trên mình đó là cái màu đỏ, mà cộng thêm một cái nữa là cái sự mà phối hợp giống như là màu sắc thì các bạn, nước biển thì màu xanh, dòng cái con tàu nó rất là nổi bật. Là ở trên thống kê là 30 hải lý khi mà cái công suất mát, nhưng mà có thể là lên đến là 32 hải lý các bạn theo dự đoán ha, để một hồi coi là như thế nào. Nếu mà được lên là 32 hải lý là chiếc này nó chạy nhanh còn hơn là chiếc tàu cao tốc Express mà đi tuyến Rạch Giá Phú Quốc luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong cho người cùng xem ha, coi coi hiện tại là đang được bao nhiêu lý rồi. Ôi sóng quánh.
Hello, Hoàng Sơn. Cho em qua với anh. Ôi, hơi lắc. Hiện tại mình được bao nhiêu lý rồi anh? Hiện tại đang 9.7. 9.7 lý. Và là 10 đi, tí nữa là lên 10 và 10 nốt đi. 9.7, 9.8. Bây giờ đó là chuẩn đấy, nước đang đứng nha. Nước đang đứng là tốc độ thực đấy. 9.9. Bao nhiêu phần trăm ga gần? 650. Dòng tôi là 650 dòng trên phút. Dòng tôi thấp hơn. 10 knot. Gần 10 lý, 10 lý. Lên 10 lý ở đây. Em nói lại nào. 835. Trên buồng lái sẽ tăng vòng tua lên 835 và em nói anh phát bên máy chính lên buồng lái một tí. Vòng tua 835 anh ạ. Đây là cái hiển thị thông số dòng tua máy với đây. Bảng này thì ok, nhưng vấn đề chỗ này hơi xa nè, hơi mờ ha, lên 700 mấy ở đây. 703, 704. Lên tốc độ là 835 vòng trên phút rồi ha. Đây màn hình DV. À DV cố định vị trí đúng không anh? Cái này tới trước mình, cái trước là mình có tác cái không, cái này. Chưa, 3 chưa 2 3 ngày nữa. Dạ. Giờ chưa đâu. Ngồi đây là ôm hết luôn á. Dạ. Nhìn tao chạy được hết á. Dạ. Này có cái biểu đồ đằng kia thì nó phát hiện tàu đậu xung quanh đằng kia ha. Coi cái này chính xác hơn 12.4 đi. Quá rung mà. Dạ lên 12 lý á mấy không anh? Biết ở đâu rồi thì. Lên 12 lý mấy rồi? Tốc độ của nước hay là thành ra có thể phần trăm mấy. Đi pi thôi đúng không? Không không thì em. 12 lý 38 rồi. Ở bên đây là một cái cụm điều khiển dành cho khi mà tàu chạy lùi ha. Ở trong phòng cabin thì sẽ trang trí hai cái bố cục điều khiển con tàu, một ở mặt trước cabin và hai là còn thêm cái nữa là ở mặt phía mặt sau, để khi mà mình cần chạy lùi gì đó thì cái người thuyền trưởng sẽ đứng ở tầm nhìn như thế này và quan sát phía sau các bạn. Bốn cái cầm điều khiển này là của bốn cái water jet. Đây thì nó lên tới là 30 lý lần nha các bạn, nhưng mà hiện tại thì mới có 12 lý mấy thôi. Ảnh đang test cái tốc độ tăng dần chứ không đẩy một phát là lên hết. Tăng dần từ từ rồi lên tới maximum mình sẽ dựng vị trí đó. Mình có thể là lái hệ thống ở đây hoặc là lái hệ thống ở phía trước cabin. Đây là hai cái volume của hai cái dầu gồng ở phía sau. Nhờ nhờ em báo với 50% tải để mà người ta đi. Cho tốc độ ổn định lên. Đây khi lên tốc độ là 1135 vòng trên phút thì đạt 18 hải lý trên giờ ha. Để báo trưởng nó ghi thông số kỹ thuật cho em cái. Là 50% công suất. 50% công suất đó không anh? 50% công suất của cái Z này. À dạ. Đạt 18 hải lý rồi.
phải báo để nó ghi á. Có nghe rồi có ơi. Dạ. Dạ. Nên đây là nhìn rõ vô 18 chấm ba mấy đó. Dạ. Wow, cái này đang đi xuôi gió này ngon này. Đang xuôi gió. Đang xuôi gió. Nó cộng hưởng thôi. Cái này là cái biểu đồ của cái tiểu lái của Meta Z, Meta Z. Cái này là chỉnh góc lái của di động nó sẽ hiện thị lên đây của ngoài hồ. Để tao bóc lại. Dạ, công suất luôn. Công suất 100% 49% đúng không anh? Rồi đây là cái hướng tàu chạy nè. Đó. Đây là cái hướng gió nè. Nó cộng hưởng. Dạ. Ví dụ mà nó cộng hưởng rồi tính thêm 7 luôn hả? Tôi có được đúng không? Không, mình đi 11, mình được 7 thì ngon. Chắc là quay đầu lại, quay đầu lại không phải phi ra ngoài luôn khóa phi hẳn ra ngoài luôn cái khóa. Mười hai, mười tám chấm năm cứ đó. Một 1:35 dòng trên phút rồi các bạn. Vừa chuẩn bị lên 30 km. Cái này là không chưa 75, cái này mới 58 thôi. Tương này là 60% tầm. Đang 58 59. Bốn cái đồng hồ này hiển thị cho bốn cái thông số của bốn cái động cơ chính ở dưới ha, dòng tua, tốc độ, rồi báo nước, báo nhớt, tất cả các thứ ở trên này và báo nhiên liệu ha. Đấy. Số 1. Dạ em nghe anh. Để em tắt alarm này. Dạ. Ok anh, ok anh. Bây giờ là chuẩn bị tăng dòng tua máy lên là 1430 ha. Để coi là đạt bao nhiêu lý các bạn. Chừng nào mà tàu lên mát công suất rồi mình sẽ đi ra phía mà sau đuôi lái cho mọi người xem được cái tốc độ. Nhắc lại cái nó thì là cho nó theo cái lầy đường này. 1429 1391 đây 14 rồi nè các bạn. 1400 dòng trên phút ở đây. Hơi mờ ha nên mọi người thông cảm ha, tại vì là cái màn cái âm của mình đó chứ không phải là cái màn hình. 1430 anh. Chuẩn bị đủ rồi đây. Để coi là đạt được bao nhiêu 2 lý trên giờ ha. 45 nè. Bây giờ chỉnh single này được không các anh? Single này cho nó dễ được không các anh? Anh muốn thử gì? Chỉnh single này để cho nó đều từ 75 đấy. Ok ok. Rồi 1426 1427 1428 rồi ok. Tốc độ đang lên 25.36 hay nha các bạn. Là tầm khoảng là 47 km/h. Đây 25.44 rồi này. Ở dưới cái mức dòng tua là 1430 ha. Ừ.
Được bao nhiêu phần trăm rồi anh? Được bao nhiêu phần trăm Z rồi anh? 75, 65 tới 75. 65 tới 75% ha. Ừ, lên 26 hải lý rồi. Dạ. Cái này mát chắc cỡ 32 hải lý quá anh. Có thể hơn. Cái đó thực chất thì cũng có thể được, có thể hơn. Dạ. Em chụp con não hả? Hiện tại công suất của Z này. Thì không để mọi người đợi lâu nữa ha, mình sẽ đi ra phía mà sao đuôi cho mọi người cùng xem khi mà cái con tàu đang đạt ở vận tốc là 47 km/h các bạn. Quá khủng khiếp các bạn ơi. Thì nó chưa là mát công suất nữa ha. Hiện tại thì anh đang tăng dần theo thời gian nữa. Trời ơi. Má ơi, phản lực. Thật sự đúng là phản lực luôn các bạn ơi. Đây. Quá đẳng cấp. Hiện tại là cái mức này là 47 km/h nha các bạn. Mình cầm cái điện thoại mà mình rung tay luôn á. Trời ơi. Thật là khủng khiếp. Giống y gan là đập thủy điện đang xả đập vậy các bạn ơi. Tầm khoảng là 65-75% ha. Và nó còn lên nữa được các bạn. Đây bây giờ thì mình sẽ đi vô trong cái phòng cabin để có coi hiện tại là đang đạt ở cái tốc độ là bao nhiêu ha. Quay đi mới đẹp à. Đó. Quay đi đẹp à. Em mới đi ngoài rồi. Đi ngoài rồi. Bây giờ chắc là ngon rồi, đóng chặt tốc độ này mình biết là ngon rồi. 34 lý luôn ha anh. 35 lý. Vậy là đi mình hơi ớn. Mát chưa anh, mát chưa? 35-2 luôn hả? 35-2. Đây là bao nhiêu? 35-5 luôn hả? Nhiều chưa? Gần 64 km/h. Nhanh đi. Ủa mà nó chỉ là nó qua cái mức mà mình cho qua ngưỡng yêu cầu 30 yêu cầu. Mình chỉ yêu cầu 30 thôi. Ở trong ngoài giấy tờ là yêu cầu 30 thôi, nhưng mà chạy lên đến là... Nhưng mà cái này là đúng theo cái đồ thị test của cái hãng nó đưa ra là khoảng 35-36 hải lý một giờ. Nhưng mà nó còn lên nữa được không anh? Anh không biết cái đó, anh không biết. Nhìn nếu được nhưng mà nó kệ. Mét nhục ở 35 thôi. 353. 354. 3548. 354 luôn. 3548. Hiện tại là máy mình mát dòng tua cho anh. Rồi em. Mát rồi á. 100% rồi. Máy hiện tại là 1800 vòng trên phút luôn nha các bạn. 600 lít giờ. 1800 vòng trên phút, tổng 4 máy luôn. Mát công suất luôn rồi, là đạt cỡ 35.5. Ủa với mức ga này là cái mức tiêu thụ nó tầm khoảng bao nhiêu lít trên giờ? 580 cho 4 máy ha. 1 máy. À. 4 máy khoảng 2.4. Dạ. À. Hai khối tư em ra giờ mở van nước ấy. Dạ.
xem nó 1 giờ thôi. Đây, hiện tại 4 máy như thế này thì chạy mát công suất như thế này thì nó tầm khoảng là 2.400 lít ra trên 1 giờ. 1 ngày khoảng 56. 56.000 lít. Một ngày là khoảng 56.000 lít hả anh? Trời ơi. Đốt đốt hơi nhiều. Quá khủng khiếp. Cái công suất của Water Jet thì hình như là đạt muốn gần mát hết trơn nha các bạn, 98 và 83, dao động ở hai số. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cho mọi người xem tiếp nha. Dạ. Bây giờ là khi mà đạt max công suất thì chỉ còn để chạy test theo thời gian nữa thôi các bạn. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Hả? Chưa, đợi tí xíu nữa anh test xong cái quy trình rồi anh sẽ tí nữa giờ quay cái mình. Dạ. Rồi nó muốn bay nón luôn các bạn ơi, cầm điện thoại mà yếu yếu là bay luôn điện thoại luôn á. Đây, quá trời cái tốc độ phải nói kinh khủng khiếp các bạn ơi. Thì để cho anh test, anh lấy số liệu xong xuôi chân rồi tí xíu nữa là anh sẽ là giảm tốc độ lại rồi cho mình cắt và lại cam lên. Rồi anh sẽ là nạp hết công suất một lần nữa cho người cùng xem được cái tốc độ khi mà con tàu di chuyển trên mặt nước ha. Rồi với cái tốc độ là gần 70 km/h thì các bạn thấy là một cái con tàu mà với cái chiều dài là 61 m như thế này thì phải nói là một sự kinh khủng khiếp. Thì các bạn ở trên xe Honda thì mình có thể là chạy 100 là chuyện bình thường, nhưng mà để một cái con tàu mà nó to lớn như thế này mà nó dẫn được cái tốc độ là 70 km thì quá kinh khủng khiếp. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người cùng xem ha, ở dưới cái tốc độ là tầm khoảng là 25 lý khi mà mình bay rear cam theo đây. Thì tại vì là cái con rear cam Mavic 12 Pro này á, thì đuổi theo cái con tàu này với tốc độ là gần 70 km/h thì nó hơi đuối các bạn. Cái gimbal chống rung thì nó sẽ là không cái còn chuẩn nữa. Nên con tàu chỉ là chạy 25 lý cho mọi người xem thôi ha. Rất là tiếc không có đạt cái tốc độ maximum như mong muốn các bạn. Đó, rồi bây giờ là máy móc đang chuẩn bị lên đây. Đó, mọi người thấy trên màn hình phải nói là dòng rất là đẹp ha, cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Thì khi mà bay lại cam như thế này thì mọi người mới nhìn thấy được hết toàn cảnh, toàn diện cái góc quay và thêm một cái nữa là cái con tàu lướt ở trên mặt nước là như thế nào ha. Đó, máy móc hiện tại là đang lên đó các bạn ơi. Trời ơi, 4 cái Water Jet kìa. Nó bắn giống như là cái giò phản lực vậy. Kinh khủng khiếp thiệt chứ. Chiếc tàu này đạt tốc độ tối đa là 35 lý ha. Nhưng mà khi mà bay vào đây cam cho mọi người cùng xem thì chỉ chạy là 25 lý thôi. Quá tuyệt vời. Trời ơi, các bạn coi này, nó chạy kìa. Đúng là một siêu phẩm này các bạn. Do Việt Nam của mình đóng mới và lắp ráp cho Singapore. Trời ơi, bốn cái giò phản lực nó bắn thì giống như là cái sáng thổi vậy. Thì bốn máy MTU 16V4000 này khi mà hoạt động hết cái công suất thì 1 giờ là tầm khoảng là tiêu thụ là 2.400 lít dầu các bạn. Quá dữ dằn. Bây
Bây giờ là mình sẽ cho bay ngang không để cho mọi người dòm hết cái dáng của con tàu ha. Trời ơi nè các bạn coi này, quá đẹp. Cái này là chỉ có mà ly cam mới đuổi theo được thôi, chứ ngoài biển như thế này mà cầm vô lãi đuổi theo cũng hơi đuối các bạn ơi, tại vì sóng khủng khiếp lắm. Đó thì mọi người cũng đã thấy hệ thống ống xả đạt tiêu chuẩn IMO rồi ha. Trước khi khí thải đi ra ngoài môi trường thì anh quẻ qua bên cái bồn xử lý và hòa trộn với đó là nước, giảm tiêu triệt tiêu cái khí thải ra ngoài môi trường luôn các bạn. Chạy hầu như là không nghe tiếng và thêm một cái nữa là không có khói luôn ha. Ở cái tốc độ mà 25 lý này thì công suất máy cũng tầm khoảng là 70% rồi. Trời ơi quá đẹp. Cái bằng mũi chảy nước kìa, nó xé nước kìa các bạn ơi. Là kinh khủng khiếp chứ. Trời ơi quá dữ dằn. Bây giờ mình sẽ để đây cho người cùng xem lại tỉ mỉ ha. Quay như thế này giờ nó mới vơi các bạn. Quá đẹp. Chiếc tàu này thì mang tên là cao tốc và nó cũng kèm theo là cái dịch vụ là cứu hộ và chở thiết bị ha, và đưa người đi ra ngoài giàn khoan. Bởi vì cái thiết kế của nó thì các bạn dòm giống như là cầu cứu hộ vậy, nhưng mà nó cần cái tốc độ để mà làm cái nhiệm vụ là cứu hộ, rồi thêm một cái nữa là cứu hỏa khi mà cần thiết ha. Đó, bây giờ thì cho mọi người xem cái góc xa nhất đây, quá tuyệt vời. Thêm một cái con tàu chạy trên biển ha. Đó, đây bây giờ các bạn coi cái phần mũi nó xé nước đây. Thiết kế cái mũi và cái phần lường, thì cái phần lường của cái con tàu Gavi này khi mà chạy nhanh cái tốc độ thì sẽ cái phần lường nó sẽ thiết kế là để mà nâng cái con tàu lên luôn ha, để mà cho nó giống như là nâng cái con tàu lên cho nó có cái tốc độ giọt hơn nữa các bạn. Và cái mũi rất là bén nước. Rồi các bạn coi nó chẻ nước đây, quá kinh khủng. Ấn cancel, ấn cancel em, ấn cancel, ấn cancel. Trời ơi đó các bạn coi đây, những cảnh này thì chỉ là mình từng coi ở những trên kênh nước ngoài thôi các bạn. Những nước ngoài hay chạy thử những chiếc tàu cứu hộ thì người ta mới quay được những cảnh như thế này thôi. Nhưng mà nói chung mình rất là vinh dự khi mà Việt Nam của mình cũng có thể là đóng được một chiếc tàu cứu hộ về tốc độ cao như thế này để trình diễn cho các bạn cùng xem ha. Ở đó là quá tuyệt vời. Đang 25 lý không anh? Ừ. Ôi đẹp lắm. Coi đẹp lắm, đẹp lắm. Cái này hiện tại là đang màn hình nhỏ, khi mà lên lớn nó lên trên điện thoại hay là TV của mình nó còn đẹp nữa. Cái này tối nay về biên tập liền đúng không? Chưa kịp đâu anh ơi, cái này em biên tập cực lắm. Quá tuyệt vời. Thì lát về follow kênh mình sẽ xanh dạ. Video. Anh cứ bạn video với em đi, em sẽ gỡ mấy cái đoạn này qua cho anh coi. Trời ơi, khi mà cặn mũi dòm nước, cái mũi nó xé nước rồi. Nhìn thấy sao mới sợ. Dạ. Đập ngang cái đuôi cái. Hồi nãy em có ra đuôi rồi. Đã chạy qua bên mặt phải rồi. Bây giờ quay một vòng là nghỉ không? Em lấy đầy đủ góc, chừng nào mà gần hết pin thì tụi em sẽ nghỉ. Lấy phun xương á, không lấy phun xương thì còn pin để thay phun xương một cái nữa. À là mình đổi pin. Dạ, đổi pin rồi em sẽ quay phun xương một cái nữa là sẽ xong cái combo của mình. Em tưởng là em đâu em quay một lần mà. Trời ơi nó đẹp kìa. Không mưa thôi. Sao mới về. Trời ơi nó khủng khiếp thiệt chứ. Bản này 25 nó lên ba mấy lần. Ba mấy thì em sợ là nó không có lấy nén nổi.
quá dữ dằn. Xong ui chịu nổi, tàu phải đứng em mới đáp được à. Tàu phải dạ đáp được. Này dư bến nó định vậy đá không nổi này. Điều kiện vẫn khó chứ nói gì. Điều kiện khó lắm. Đó nhìn trời ơi, 40 giờ này giống như là cái đập thủy điện đang xả hay là 40 giờ qua tư chết này. Hết rồi, nó bắn cái giò nước xa khủng khiếp. Ôi ôi sao quá không em, bán kính nó rộng lắm. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là máy bay của mình sẽ đáp xuống nha các bạn, để mà chuẩn bị thay pin cho cái test cái màn dòi gồng phun sương và cái hệ thống áo giáp của con tàu. Ôi ôi quá đẹp anh ơi, tuyệt vời. Vận tốc hiện tại đang giảm xuống từ từ ha, đó không còn gì phải nói là tuyệt vời hơn nữa các bạn. Bây giờ thì mình đi ra phía chú mũi tàu cho mọi người cùng xem đây. Trời ơi cái lượng nước nhẹ quá khủng khiếp các bạn ơi. Trong phòng cabin thì anh đang test là cái thiết bị là lái tự động ha. Quay đúng không? Đúng rồi, quay là đúng. Nhưng tôi đang giữ hướng thẳng mà giữ quay chết tôi à. Chết chết nó có đảo được nào không? Không không. Không có nào. Có một cái đó tải cái bộ độ. Hai hai thằng ngựa chạy xuống. Đây lái tự động là lái theo định vị bản đồ của mình phải không anh? Sao? Hả? Cái bản đồ tàu nó cái hướng tàu nó chạy á. Dạ, là đái theo cái bản đồ mình định vị trên bản đồ đúng không? Thì do bên thuyền trưởng người ta chạy. Dạ. Chứ người ta chạy hướng nào thì nó sẽ bẻ. Đó, cái màu xanh này nè là cái hướng mà tàu đang chuẩn bị tới. Dạ. Cái hướng màu vàng là hướng gió. Dạ. Hướng màu xanh này hướng chuyển động của tàu, nói chung là không quan tâm, nó quan tâm cái hướng chạy được rồi. Dạ. Còn cái phần trăm của cái Z này nó đang chưa có đúng lắm thì phải chỉnh lại. Dạ. Này nó phải 97% đều hết. Này chỉ hình thị thôi chứ thực tế thì nó vẫn chạy đúng. Dạ. Giảm tốc độ rồi quay chiếc máy thì hiện tại là tàu đang quay ha. 16, 11, 16. Đang quẹo hả anh? Ủa, này quay trái chứ. Quay trái, quay trái. Dạ, cái Z quay từ hướng trái thì tàu quay từ hướng phải. Chắn cái gì á? Nó quay lại hả? Quay đầu lại. Cái này là hệ thống lái tự động nha các bạn. Không, tôi bị lost. Rồi, thẳng đứng rồi này. Hết quay bên trái tàu còn phải này nhé. Dạ. Nó phản lực mà nó phải phản lại. Ba hả? Ở trên tàu này thì luôn gắn rất là nhiều thiết bị nên khi mà test thì test rất là nhiều cái hạng mục ha. Tốc độ rồi lái tự động rồi nói chung là tất cả các thiết bị luôn rất là nhiều các bạn. Bởi vì khi mà test như thế này thì tầm khoảng là 3-4 ngày mới xong.
chứ một ngày thì không thể nào mà test hết tàu được các bạn. Không đơn giản giống như là ở dưới xà lan của mình, chỉ cần chạy tốc độ bao nhiêu cây số trên giờ là bàn giao tàu ha. Bây giờ là tới hạng mục là test neo nha các bạn. Bỏ neo ở dưới độ sâu là 30m. À, hiện tại thì bỏ xuống dưới rồi, neo đang ăn ha. À, để cho nè cái điểm dấu nè. Để đây ngâm một tí xíu coi coi là tàu neo nó đã ăn chưa, bắt đầu anh sẽ là bắt đầu cuốn lên ha. Rất là nhiều hạng mục để mà test thử các bạn. Mỗi cái hạng mục như thế này thì mỗi bên bộ phận chịu trách nhiệm ha. Nó test neo, rồi test tốc độ, rồi test máy, rồi test dòi gồng, rồi test chế độ là không người lái. Đó, quay rồi đó. Còn bây giờ thì tàu đang chuẩn bị test cái hệ thống là hai dòi gồng phía sau nha các bạn, cái bằng hệ thống wifi. Rồi chút xíu nữa là anh sẽ test luôn cái hệ thống là phun sương chùm phủ tàu, giống như là một cái áo giáp nước vậy các bạn, để mà chống con tàu khỏi những cái đám lửa khi mà vô cái công việc là phòng cháy chữa cháy, với thêm cái nữa là cứu hỏa ha. Rồi bây giờ chuẩn bị test một là thứ ba. We carry out the item number 18, 55 and test. Chuẩn bị đây các bạn ơi. Thì bây giờ thì sẽ cho mọi người cùng xem được là hai cái sức mạnh của cái dòi gọc phía ngoài sau ha. Thì mỗi bên nó sản sinh ra được là 1500 mét khối trên giờ. Và cái độ xa bắn được là 150 mét ha. Để dành cho cái công việc là cứu hỏa. Đây bây giờ thì chuẩn bị lên đây các bạn. Wow, hồi hộp quá các bạn ơi. Thì cho mọi người xem xong cái hệ thống này, bắt đầu là tiếp tục anh sẽ tự tới hệ thống là phun sương ha. Hiện tại thì đang khởi động lên. Chắc là do cái đường ống dẫn hơi dài nên là mất tầm khoảng vài giây để mà cái lượng nước đi lên tới trên cái miệng ống ở trên này các bạn. Ôi tàu quay đầu lại thì nó hơi bị là sóng ngang nên nó lắc nè. Đây bây giờ thì test hệ thống cứu hỏa đây các bạn. Đó, hai vòi đã bắt đầu lên nước ở đây. Trời ơi, tất cả các hệ thống này thì điều khiển bằng cái cụm điều khiển ở trên cái phòng cabin hết trơn ha. Không cần một nhân sự nào đứng ở đó để mà điều khiển bằng tay hết trơn các bạn. Cái này bắn xa được là 150 mét ha. Và có thể là chỉnh cái miệng dòi phun ra giống như là dòi sen, hoặc là gom giọt nước lại các bạn. Rất là nhiều chế độ. Sóng cho nên là hơi lắc nha các bạn. Đây hai vòi hiện tại đang lên luôn. Tàu hiện tại bây giờ đang cố định vị trí rồi ha. Water jet hiện tại này hình như là đang là nửa tới nửa lùi để mà cố định vị trí con tàu ở đây. Đó.
bây giờ thì đang chuẩn bị tăng tốc lên đây các bạn ơi. Đó trời ơi, nhưng mà con cá là nước màu trắng rồi nó hòa quyện vô trong cái đám mây nên không nhìn thấy được cái dòng nước luôn các bạn ơi. Nhưng mà nghe cái hơi đây, trời ơi quá khủng khiếp. Ở bên hông đó nè các bạn, quá đẹp. Rồi đang biểu diễn đây. Đây là hệ thống cứu hỏa ha. Ở bên hông ở đây các bạn. Ôi ôi, bây giờ là tàn khổ. Anh mới vừa chỉnh cái bút sen. Thế các bạn coi ở trên màn hình đó thì thấy là không có cần một nhân sự nào đứng ở đó để mà điều khiển bằng cái tay chân các bạn. Tất cả là chỉ xài bằng nút bấm ở trên trong phòng thuyền trưởng thôi ha. Rồi tí xíu nữa là anh sẽ bật cái hệ thống phun sương lên thì mọi người cùng xem là tất cả con tàu đều phủ bởi một cái màn nước cực kỳ đẹp luôn. Thì tí xíu nữa là mình sẽ lấy flycam để mà bay ra cái góc ở ngoài cho mọi người thấy được nó đẹp như thế nào. Đây hai ngọn giò chỉnh ra đây. Trời ơi, như cầu vọng luôn rồi. Một giò như thế này thì sản sinh ra là 1.500 mét khối trên giò nha các bạn. Nó vẫn thua cái số dầu mà có 4 động cơ 4 khi mà đạt max cái công suất. 4 cái động cơ MTO16V khi mà đạt max công suất 18.000 vòng lộn 1.800 vòng trên phút thì nó cái mức tiêu hao nhiên liệu là nó tầm khoảng là 2.400 khối dầu các bạn. Trên con tàu Gawabi 133 các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ 30 phút hả anh. Bây giờ mình sẽ là bay và lấy cam lên để cho mọi người thấy được cái góc nhìn ở ngoài nhìn vô ha. Cái đường này là đường xã hả anh? Nước dư hả? Đây là cái đường xả, kiểu như là khi mà nó đầy đủ cáp sức của nó là nó sẽ tự xả ra ngoài đó không anh? Đó là cái bớt cái áp lực trên đó. Dạ. Hai bên ông mạng tàu thì sẽ có là hai cái đường ống xả ha. Ống xả của nó còn khủng khiếp thì chứ. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người cùng xem cái góc nhìn ở và đây cam ha. Trời ơi. Quan sát quá rồi. Nước vào chừng nước. Ra thôi. Nước dữ lắm nước. Trời ơi, nó bắn cao cỡ đó các bạn ơi, khủng khiếp vậy chứ. Quá kinh khủng. Mày cho nó bay bao luôn qua con nước này. Dạ 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 em biết rồi. Bay bao. Bay bao rồi giống nước đó thì lặn biển luôn. Chị ơi. Chúng ta hãy cùng quay bộ đàm xem sao.
Trời ơi quá đẹp. Các bạn coi cái hệ thống củ quả thì giống như là cái sáng thổi vậy ha. Xa lắm các bạn ơi, nó bán xa dữ trời lắm. Thì độ xa tầm khoảng là 250m. Hả? 250m khi mà bán được độ ha. Dạ. Bởi vì là mình không dám bay lại gần, nếu mà bay lại gần nhiều khi là bị cái áp trứng nước nó bắn trúng một cái thì rớt máy bay luôn các bạn. Đó các bạn coi này. Anh cho phun tàn ra được không? Được. Kêu anh. Phun chưa? Dạ dạ. Ok ok. Không phải phun phun cái đó, cho tàn ra diễn diễn đồ anh, cho quay vòng vòng đồ luôn á. Bây giờ thì ảnh sẽ cho là quay á. Là cho phun cái tàn ra giống như là búp sen nha các bạn. Rồi cái góc nhìn ở trên nhìn xuống này mọi người cùng coi này. Quá tuyệt vời, giống như là một cái bức tường nước được dựng lên vậy. Tàn sen kìa các bạn ơi. Trời ơi quá đẹp, quá tuyệt vời. Đây bây giờ thì tới cái chế độ là phun sương ổ lộng, kêu giống như là cái giò sen nha các bạn kìa. Giống như là một cái bông hoa nha. Quá đẹp. Bắn ra một cái giò mỹ gan cây dù luôn các bạn ơi. Khủng khiếp. Trời ơi quá tuyệt vời các bạn ơi. Dòng cái cảnh này phải nói là đúng đẹp ha. Đó mà sao bắn lên một cái dòng giống như là cái đuôi cá vậy. Cái này là test bắn độ cao và test bắn độ xa rồi test bắn chùm các bạn, nói chung là tất cả các thứ nó để mà ghi nhận rồi ghi vô trong số liệu ha. Áp lực 12 bar rồi áp lực là bao nhiêu nữa. Rồi tiếp xíu nữa đây thì mình sẽ cho mọi người cùng xem là cái con tàu Gavi là bằng cái chế độ là tàng hình. Khi mà sử dụng là cái chế độ là phun sương lên là cái lượng nước sẽ phủ kín toàn bộ con tàu giống như là một cái áo giáp nước vậy các bạn, để bảo vệ cho những cái ngọn lửa nếu mà trong ở trong cái công việc là cứu hỏa nha. Chắc em nghĩ là nó dài gấp đôi tàu anh ơi. Cái lượng nước á có thể là hơn quá. Đi qua đây để... Đó, bây giờ thì cho cái hai cái dép nó sẽ quay xuôi về đuôi tàu ha. Trời ơi. Tầm khoảng chắc tầm khoảng trăm ngoài. Hơn hả anh? Hơn. Đây. Quay về cái chỗ radar nhìn ra phía sau ha. Anh Hùng nha, anh Hùng ơi.
bây giờ ra quay nhìn về phía sau mặt nước để coi coi nó cao. Anh quay thử áp lực ở dưới đó bao nhiêu, với lại đo luôn cho cái nhiệt độ của mấy cái ở dưới đó xem cái em cho nó bay hộp số các thứ nó có lắm không anh? Không, bình thường áp lực 12 kg, chỉnh cho đường ra mặn để 12 kg thôi. Quay nàng nhà nó chắc chắn. Ok, chỉ là 12 kg không? Nhưng mà cái water spray là có cái xúc sát mặt nước để cho nó song song với lại. Chờ tí đóng lại. Không được, nó sát mặt nước quá không được. Đó, cho nên thế là lên top của cái radar á, lên top của radar á. Tóc mũi, tháp luôn. Ờ, tóc mũi, ok rồi. Là mình tính được cái kia. Quay ngang lên, lưu lại chứ. Nhìn thấy cái tia nước. Mình biết được cái ước tưởng của trường chiều kẹt. Đừng xe màn hình nha. Đây là chiếc tiền này. Thấy được không? Được, công nghệ này thấy. Rồi, quá tuyệt vời. Alo, alo. Đúng rồi. Tính lượng theo kích thước cầu. Alo, phá là cho tài khoản công an dương gần. Cái kích thước cầu làm thức chuẩn. Vậy là cuối cùng tính được bao nhiêu mét chưa? Dạ thì tương đối là việc keo là hoa kiếp từ con nước, từ con tốt rồi đè bằng chiều mét, nó bao nhiêu? Thế nên từ sáng nó là bao nhiêu? Dài nó bằng kiếp 200. Dạ, dạ, chỉ còn ở trong cái khu vực cabin là của mình là nó kính thôi. Tất cả chỗ khác không leo lên đỉnh cục cái đèn nhìn này. Dạ, dạ. Không biết trên đỉnh cục đèn có không? Thấy luôn đẹp ghê luôn. Đó, bắt đầu lên rồi đó. Trời ơi, quá đẹp luôn. Chỉ quay thẳng đứng thôi. Thì có quay góc nhiều không? Có. Sẽ quay đủ góc hết. Trời ơi. À, có checking với cả autopilot nhờ. Ngoan ngoan. Mưa luôn rồi, mưa luôn. Có luôn. Hay quá nhờ. Mưa luôn. Cái autopilot thôi, checking hàng lấy thôi. Thôi nó đi theo tàu. Ok. Thôi ơi, bây giờ là mưa rồi các bạn. Đấy rồi. Đúng của cậu đúng rồi đấy. Trời ơi. Đây, cái này kêu bằng áo giám nước ha. Toàn bộ con tàu. Tiếng Anh là trời ơi, quá đẹp. Ui da, nó đẹp má ơi luôn. Nhắn tin luôn, tàn hình luôn đó. Không đẹp tàn hình của tàu chúng ta luôn á. Nhìn cái tàu ghê không? Mấy nó phóng gì xa dưới rồi. Gần lại nó gần mấy cột nước kìa. Mày cẩn thận nha, cẩn thận nha, nước. Nói chung là không bằng mình tự điều khiển. Đúng rồi. Cẩn thận là cột nước của nó. Tàng hình. Mất tàu rồi không? Bởi vì nó mới dám sâu. Tàu đang vào chế độ tàng hình và nó cam bay vô đi. Có biết bay cao được bao nhiêu mét không anh? Dạ, có hiện đại. Để test luôn cái chiều cao của cái... Nhưng mà mình không dám lại gần cái ngọn nước. Mình phải cách xa nó. Ướm thôi, ướm coi nó cao bao nhiêu. Hiện tại là đang cao bao nhiêu vậy anh? Cái mấy là cao từ 15 mét à? 15 mét đấy. Có tàu bầu. Anh ơi, kế hoạch là có đây rồi, quay màu á. Thôi ơi, ngồi trước kìa. Anh giữ em vị trí. Rồi. Đây là một cái áo giáp nước để mà làm cái nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy ha, cứu hỏa, tránh cái ngọn lửa nó ma sát vào mình tàu. Để xây kia thì phải. Anh phun chéo vào nhau ấy, anh đang chéo vào nhau. Để chéo cho đẹp. Cho nó quạt qua quạt lại anh thôi. Với cánh hả? Sau phần này có khi được mấy trăm đồng nữa nhờ. Bếp này. Vâng, bếp. Giờ hai cái dầu nó đang nhìn cho ấy đi. Chưa anh đang để anh chỉnh nào anh. Không, để tôi nhìn cái dầu kia kìa. Đó đang. Để đi xuống hai. Ơi, quá đẹp. Số 2 quay cho bên phải. Một siêu phẩm của Việt Nam của mình luôn. Tiếp. Rồi, trước hẹn cầu gồng luôn rồi. Chùm ra nó đẹp hơn. Đó. Trước này giờ không đẹp nữa. Rồi mất tiêu luôn giờ chứ còn thấy được cái mũi tàu thôi. Nhìn hai cảnh nhỉ. Dạ.
phía sau bác, ảnh cho tản nước ra luôn hả? Tản ra cho nó. Dạ. Sau dè cái hai cái vòi hai cái vòi vòi rộng ngoài sao ảnh cho tản ra luôn. Bắn chéo luôn hả? Bài bát bắn có bên nào, bài bát bắn hai bên nó đẹp. Quá. Quá đẹp luôn anh ơi. Đẹp lắm em ơi. Em có thấy anh nói đúng chưa? Dạ. Mày thấy anh nói đúng không? Đúng đúng đúng. Nghe lời anh tí mà là thua rồi. Nghe lời anh tí làm sao có cảnh này đâu. Nãy mới bị đập rớt thay con khác. Nói nghe là tí là đâu có được cái cảnh này đúng không? Dạ. Yeah. Cảnh này là cái cảnh huy hoàng. Đi một em rồi hả? Đây mọi người, giờ này không còn thấy được cái cabin luôn ha, chỉ thấy được cái mũi màu đỏ thôi. Và cái dàn cột cờ hình như là cũng muốn tàn hình luôn rồi kìa. Đang điều chỉnh à? Dạ dạ dạ. Quá đẹp anh ơi. Thấy nước mà. Trời ơi ướt kìa. Toàn bộ cái thân tàu đều ướt hết trơn luôn. Rồi thì bây giờ thì đã cho mọi người xem hôm nay thì là test tốc độ nè các bạn. Rồi test vòi rồng, test hệ thống phun sương và test lái tự động, test neo. Thì bây giờ xong hết trơn thì bây giờ là tàu đang trên con đường là đi về ha, về cập cảng lại để mà bơm nhiên liệu. Rồi ít ngày nữa anh sẽ tiếp tục test nữa. Rồi vẫn là test hệ thống máy nhưng mà cho chạy với thời gian là lâu hơn. Ví dụ giống như là bữa nay là cho chạy với thời gian là 1 tiếng liên tục, thì ngày mai có thể là 4 tiếng rưỡi hay gì đó, mình nghe không tin là vậy. Nhưng mà ngày mai thì mình sẽ không có quay ra đến cho người xem nữa ha. Nói chung là hôm nay cũng quá đầy đủ các bạn. Nói chung là rất là tuyệt vời, cái video ngày hôm nay phải nói là rất là tuyệt vời ha, không còn gì để mà diễn tả nữa. Thì bây giờ thì hiện tại đang chạy về đây. Nó đứng ở ngoài sau này phải nói là cung trò nha các bạn. Thật sự. Khi mà bốn hệ thống battery jet nè các bạn coi này. Nói chung thì đến đây thì chắc có lẽ là cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Hôm nay thì một ngày nó là quá đầy đủ. Đó thì xin chúc mọi người xem video vui vẻ. Và nếu mọi người thấy thích gì nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình ha. Và cũng xin chúc cho công ty đóng tàu sẽ luôn phát triển. Và thêm một cái nữa là đóng được những con tàu nó còn khủng khiếp hơn nữa các bạn, để mà giao về những cái thị trường nước bạn khó tính hơn ha. Rồi xin chúc cho tất cả các anh em công nhân và bà bên các hoàng sự khá là nhiều sức khỏe, để mà mình có thể là nghiên cứu thêm ra những cái con tàu nó còn dữ dàng hơn nữa. Rồi đến đây thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây ha. Hẹn các bạn ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.